Thank you.
Quả này là cái quả gì đây em? Quả đao chị ạ. Đao thì nó. Ô, ăn ngọt lắm. Mình lấy đi trồng thôi. Đây ăn ngọt lắm. Đây quay em cho anh đi. Đây quả này em có để lấy đường bên ngoài nhí về đây. Thank you.
con đi. Mickey ơi. Cơm đi. Ăn cơm đi. Đói chưa? Nóng lắm nha. Từ từ ăn nha. Đây. Ăn đi, cùng nhau ăn nhá. Thank you.
Mệt không? Thank you.
về nó. Thank you.
quả này gọi là quả gì? Quả maca. Quả sẻ.
cái chấm súp ăn ngon. Đấy, hai cân chuẩn hết rồi. 20 chị ạ. Thank you.
đâu có lợi ích rồi. Giá rẻ, đảm bảo giá rẻ nhất thị trường. Từ trường đến thị trường, có đủ số
từ 25, 30, 45, 40, 50 nghìn đồng. Nhà bảo giá rẻ nhất thị trường, quần áo đa dạng màu sắc, kiểu dáng, đủ size, đủ số, từ trẻ em tới người già, có đùi, có sóc, có bộn, da có. Trở lên, tôi bên trong, tất cả đồ rẻ, vừa rẻ, vừa đẹp, vừa sang trọng, bán ra mắt tới tay người tiêu dùng giá ưu đãi và rẻ nhất. Mặc đẹp giá rẻ, nhà bảo giá rẻ nhất thị trường, quần áo đa dạng màu sắc. Giá chỉ từ 25, 30, 45, 40, 50 nghìn đồng trở lên. Thank you.
Dưa hấu bán thế nào? Còn quả nào? Cho anh một quả đây đây đây. Đây đây đây, lấy quả kia cho. Nào, cho bà tôi đi ra họ lấy đi nữa. Ăn quả đấy, bà Trưng đấy. Ăn quả đấy. Không có đi đi. Nhà trong nhà vắt xong mua về cho ăn. Hết bao nhiêu? 86 nhân 1 người lại. 86 26 nghìn. Cái cả. Cháu về nhá. Yeah.
coi. Nhiều lắm nhá, của ăn hết nhá. Này. Ngon này. Một cây nữa. Mày bị làm sao thế này đấy, đau lắm.
9 con, nở được 9 con thôi à. Thank you.
ăn mốt cho chị. Chị ơi, bao tiền cân đấy chị?
khô đây. Hai đu bóng gió, đu ngọt ngào.
cân, túi là 5 lạng.
Nói